để cân mạc viên thân triển. Phương pháp điều trị căng cơ bắp chân, mỏi cơ bắp chân rất hiệu quả. Phương pháp thứ nhất, chuẩn bị, đứng trước bức tường cách một bước, sau đó dùng hai bàn tay áp vào tường. Dùng một chân lùi về phía sau, một chân vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu. Khi bước một chân về phía sau, chân kia trùng xuống, chân sau đưa về vị trí ban đầu và đứng thẳng lên, giống như bản thân đang đẩy một cái xe ô tô. Đưa chân về phía sau, giữ nguyên trạng thái 10 đến 15 giây, sau đó đưa về vị trí cũ rồi đổi chân. Hai chân làm đi làm lại 4 lần. Phương pháp thứ hai, sử dụng một quả bóng tennis để vận động. Chuẩn bị, đặt một quả bóng tennis xuống dưới nền nhà, rồi dùng một chân dẫm lên quả bóng. Dùng chân làm đi làm lại quả bóng, mỗi lần tập từ 4 đến 5 phút sau đó đổi chân. Phương pháp thứ ba, ngửa chân hướng mũi bàn chân lên trần nhà, rồi cuốn một chiếc khăn vào chân, dùng hai tay kéo khăn và để thẳng chân ra. Mỗi lần luyện tập từ 15 đến 20 giây rồi đổi chân, làm đi làm lại 4 lần. Phương pháp thứ tư, dùng hai bàn tay bám vào thành cầu thang, đưa một nửa bàn chân ra mép cầu thang, sau đó từ từ hạ gót chân xuống hết cỡ. Giữ nguyên trạng thái đó 20 giây, sau đó đưa chân về vị trí ban đầu, làm đi làm lại 4 lần. Phương pháp này chuyên trị liệu về căng cơ bắp chân, chuẩn giúp đau mỏi cơ bắp chân do đi bộ, chạy bộ mỏi mệt. Phương pháp này được rút ra từ một phần bài tập trong y học cổ truyền để thư giãn, giảm thiểu các bệnh về chân. Chúc các bạn áp dụng thành công. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích.